Những cái cách nào có thể điều trị và chăm sóc bé và mẹ khi mà bé và mẹ bị ho nhiều? Thì đầu tiên là các mẹ sẽ hiểu rằng là ho là gì. Và cái vấn đề là các mẹ thấy con ho thì rất là sốt ruột và nhắn tin cho bác sĩ Dung hỏi rất là nhiều và lo lắng nhiều. Thế thì các mẹ sẽ hiểu ho là gì trước. Ho là cái cơ chế và phản xạ sinh lý quan trọng để tống các dị vật ở phần trên của đường hô hấp ra khỏi cơ thể. Thì bản chất ho là một cái phản xạ rất là tốt để tống các chất thải, ví dụ như là đờm này, sang virus ra khỏi cơ thể. Nếu như không có phản xạ này thì cơ thể sẽ không thể tống được các chất thải đó ra ngoài. Hoặc là ví dụ một cái dị vật đường thở khi mà vào đường hô hấp thì chúng ta sẽ ho sặc sụa, đúng không ạ, để tống nó ra. Thì ho là một cái phản xạ cực sinh lý cực kỳ tốt của cơ thể. Vậy khi nào thì chúng ta cần phải giảm ho? Các mẹ chỉ nên dùng thuốc giảm ho trong cái trường hợp rằng là ho khan này, ho khi cảm cúm, ho khi bị kích ứng dị ứng. Và cái ho này phải ho với một cái cường độ rất là nhiều, tức là bé ho nhiều ảnh hưởng đến ăn uống sinh hoạt, ảnh hưởng đến bú, ảnh hưởng đến vui chơi của các bé. Thì lúc này chúng ta mới cần phải dùng các thuốc giảm ho. Khi nào thì mẹ không nên dùng thuốc giảm ho cho bé? Chúng ta không dùng thuốc giảm ho trong cái trường hợp là ho có đờm, vì đờm tích tụ là môi trường cho các vi khuẩn nhân lên. Lúc này thì chúng ta cần phải tống đờm ra ngoài, nhưng mà rất là nhiều mẹ ho có đờm thì ra được các dược sĩ kê những cái đơn giảm ho. Thế thì ở đâu ra để chúng ta tống đờm đi? Những cái đờm đấy tích tụ thì còn làm cái môi trường gây ra cho cái tình trạng vi khuẩn virus nhân lên. Rất may cho các mẹ đó là các thuốc giảm ho trên thị trường thì gần như là rất ít tác dụng, nên là gần như là không giảm cái phản xạ này, nên là dẫn đến là không có những cái biến chứng. Vì nếu mà thật sự là nếu mà nó có tác dụng giảm ho mà khi mà các bạn bị ho đờm thì gần như là nó quá là nguy hiểm. Vậy những cái thuốc nào mà chúng ta có thể giảm ho được? Thì đầu tiên thì các mẹ sẽ phải sử dụng các phương pháp không dùng thuốc trước. Thì đầu tiên là cho trẻ uống nước ấm nhiều ngụm, nhiều lần. Thì tôi vẫn nói là cái việc mà giảm ho ấy, chúng ta cần phải giữ ấm và giữ ẩm cái vùng họng để tránh những kích ứng. Thế thì cứ mỗi 15 phút thì cho uống một cái ngụm nhỏ nhiều lần. Khi mà bé còn đang bú thì hãy cho bé bú nhiều lần lên. Bé lớn thì có thể súc miệng bằng nước muối ấm, làm thông thoáng mũi bằng cách là nhỏ nước muối ấm. Thì các bạn hiểu là cái nước muối sinh lý 9 phần nghìn ấy, mà chúng ta muốn làm ấm lên thì chúng ta cho vào lò vi sóng hoặc là cho vào cái bát nước ấm thì chúng ta hâm nó lên, cho nó ấm lên, chứ không phải là chúng ta tự đi pha cái nước muối đó. Vì pha thì chúng ta sẽ dễ bị sai tỷ lệ và dẫn đến nhiều biến chứng khác. Có thể xịt thêm các muối khoáng ở họng và ở mũi cho bé nữa. Về các bài thuốc về y học cổ truyền thì thường cho trẻ lớn thì chúng ta có thể uống lá hẹ tươi này, lê tươi và mật ong này, gừng tươi và mật ong này, mật ong chanh tươi và gừng, chanh đào mật ong này. Đó, thì ngoài ra thì còn có cái hạt kha tử, tuy nó rất là chát nhưng mà cái giảm ho thì nó sẽ khá là tốt. Các loại thuốc giảm ho thảo dược như là Prostan này, Ích Nhi này, Bổ Phế Nam Hà này, Ho Bảo Thanh này thì các mẹ có thể tham khảo. Tôi không có quảng cáo cho những cái nhãn hàng này. Đó là những cái thuốc ho thảo dược mà các mẹ có thể sử dụng. Về các nhóm thuốc giảm ho Tây y thì có các thuốc giảm ho ngoại biên thì có cái tác dụng làm giảm nhạy cảm của các receptor gây phản xạ ho ở đường hô hấp, ví dụ như là glycerol này, mật ong chanh đào này, các siêu đường mía, thì sẽ có cái tác dụng bảo vệ và bao phủ các thụ cảm thể cảm giác ở họng. Các thuốc gây tê các ngọn dây thần kinh gây phản xạ ho như là bạc hà hay là menthol thì có cái tác dụng gây tê cái phản xạ ho ngoại vi. Các nhóm thuốc mà gây ức chế trực tiếp cái hệ phản xạ ho ở trung tâm hành tủy, tức là ức chế phản xạ ho trung ương đấy, thì có tác dụng an thần nhẹ thì và có tác dụng ức chế nhẹ ở trung tâm hô hấp, thì cái nhóm này thì tôi không có khuyến cáo. Các dược sĩ vẫn cứ kê nhưng mà tôi không bao giờ khuyến cáo dùng cái nhóm này bao giờ cả. Thì nó sẽ có là codeine. Chúng ta dùng codeine trong một cái số cái trường hợp mà ho khan gây khó chịu và mất ngủ trong cái trường đau nhẹ và vừa. Và những cái nhóm này thì chống chỉ định cho trẻ dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai. Như là các bạn có thể thấy các biệt dược như là neocodeine chẳng hạn. Thứ hai là nhóm desomethofan. Nó có các dạng siro như là methofan siro dùng cho trẻ lớn hơn 6 tháng. Lưu ý là nếu con bạn ho có đờm thì tuyệt đối không dùng những cái nhóm này. Ngoài ra còn có các nhóm giảm ho kháng histamine. Thì các chứng ho khan do dị ứng kích thích về ban đêm thì bé có thể kèm theo là viêm mũi dị ứng này, nổi mề đay này, ban da này, viêm da dị ứng này. Thì các trường hợp mà bị côn trùng cắn thì có thể dùng cái nhóm kháng histamine thế hệ 1 và thế hệ 2.
Thì thế hệ 1 thì chúng ta có chlorampheniramine, thì cái nhóm này thì gây buồn ngủ rất là nhiều, thì nên uống vào buổi tối. Các nhóm kháng histamine thế hệ 2 như là loratadine hoặc một cái dạng siro mà các mẹ hay sử dụng đó là Aerius. Chú ý là các mẹ không nên lạm dụng kháng sinh khi chưa được hướng dẫn của các bác sĩ và không dùng các nhóm thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Hy vọng là video này thì các mẹ sẽ hiểu hơn về ho và cái phản xạ ho rất là tốt đối với cơ thể, và cũng không đừng có quá lo lắng. Vấn đề là các mẹ cứ nghĩ là khi mà con ho nhiều thì có thể là có nguy cơ gây tổn thương phổi, nhưng thực ra không phải. Ho để bảo vệ phổi, và cái tổn thương phổi là do virus hoặc là do bé bội nhiễm một cái vi khuẩn. Do đó các mẹ cần phải theo dõi sát cái triệu chứng của con để biết là bé có những cái tổn thương phổi hay không, ví dụ như là đếm nhịp thở hoặc là đo SpO2 chẳng hạn. Nếu thấy cái video này hữu ích, hãy giúp bác sĩ chia sẻ và lan tỏa đến cộng đồng. Và nếu mà bạn có người nhà, bạn bè, người thân đang có con mắc cái chứng ho nhiều thì hãy chia sẻ cho họ cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.